Khi nhắc đến Tà Đùng, người ta thường nói về hồ Tà Đùng. Đây là một hồ nước nhân tạo khi người ta xây đập ngăn sông Đồng Nai, tích nước cho nhà máy thủy điện Đồng Nai 3-4. Các công trình thủy điện này đưa vào hoạt động từ năm 2013, tạo nhiều hệ lụy xấu cho môi trường. Tuy nhiên, hồ nước tạo cảnh quan Vịnh Hạ Long Tây Nguyên hấp dẫn cho du lịch. Trên diện tích nước rộng đến 3.620 ha với 36 hòn đảo lớn nhỏ. Tà Đùng là khối núi hoa cương đồ sộ nhất tỉnh Đắk Nông, kéo dài khoảng 15 km với 3 đỉnh Tà Dra, Tà Đùng và Tư Trích. Trong đó, đỉnh Tà Đùng cao 1.982 m là nóc nhà của cao nguyên Đắk Nông. Đồng bào người Mạ có truyền thuyết thú vị về ngọn núi này, giúp giải thích địa danh Tà Đùng. Tà Đùng gọi trại từ chữ Bần Âm Tào Dung. Bần Âm là tên một bác làng người Mạ ở xã Đắk Lao, còn Tào Dung là cây mía to. Những cây mía xuất hiện trên núi Cha, núi Tà Đùng sau buổi lễ tạ lỗi với thần Ba Cha, nơi trú ngụ của loài chim Phượng Hoàng. Vị thần khó tính này đã giận dỗi vì dân làng không mời ông đến dự lễ cúng mừng núi Cha và núi Mẹ được kéo về, giúp dân làng Bần Âm thoát khỏi cảnh lụt lội mỗi khi mưa lớn. Mức độ chia cắt theo chiều sâu của địa hình không quá lớn, khoảng 200 m tại các yên ngựa giữa các khối núi. Địa hình dốc liên tục 20 đến 30 độ tại các sườn và thảm thực vật dưới tán rừng khá quang nên chinh phục đỉnh Tà Đùng không quá khó khăn, nhất là vị trí xuất phát đã ở độ cao 700 m sườn tây hay 950 m sườn đông. Có hai cung đường trekking để lựa chọn. Cung đường thứ nhất khởi hành và kết thúc tại Đắk Lao, Đắk Krông, hành trình dài 10 km cho mỗi lượt với 5 km đường dãy và 5 km đường dốc núi, tổng cộng là 20 km. Lượt đi và về cùng một đường ở sườn phía tây, có thể dùng xe máy cày để vận chuyển hành lý và người trên đoạn rừng lồ ô và rẫy cà phê. Thác trượt và thác mặt trời là điểm thăm thú đám rừng dọc hành trình. Chương trình lên núi 2 ngày với một đêm nghỉ ở độ cao 1.700 m, có suối với nguồn nước tốt, có mặt bằng cắm lều. Cung đường thứ hai khởi hành tại Phi Liêng, Lâm Hà và kết thúc tại Đắk Lao, Đắk Krông. Hành trình dài 10 km cho mỗi lượt với 5 km đường rẫy và 5 km đường dốc núi, tổng cộng là 20 km. Đường đi lên dốc ở sườn phía đông và về xuống dốc ở sườn phía tây. Có thể dùng xe máy cày để vận chuyển hành lý và người trên đoạn đường rẫy cà phê ở đầu chặng từ Phi Liêng đến chân núi và cuối chặng từ chân núi ra Đắk Lao. Thác 7 tầng, thác trượt và thác mặt trời là điểm thăm thú đáng dừng dọc hành trình. Chương trình leo núi 3 ngày với 2 đêm nghỉ ở chân sườn núi phía đông và sườn núi cao 1.700 m. Tất cả đều có suối với nguồn nước tốt, có mặt bằng cắm lều. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Điều kiện thời tiết ảnh hưởng nhiều đến hành trình, độ khó trekking tăng lên trong mùa mưa với côn trùng, nhất là vắt xanh và vắt nâu. Bạn sẽ được trải nghiệm đường dốc trơn trượt cùng với cảm giác ướt át khi ăn và cắm lều qua đêm. Thời gian lý tưởng để leo Tà Đùng là từ tháng 12 đến tháng 5. Hãy cùng Exotic Việt Nam chinh phục đỉnh Tà Đùng, vùng đất vẫn còn trinh nguyên. À, dọc đường thì chúng ta đi thấy mấy cục đá. Thì đá này ở địa lý gọi là đá gốc hay đá mẹ. À, và trên đá gốc đá mẹ thì sẽ có phủ những cái lớp vỏ phong hóa. À, thì đá gốc này là đá gì? Đá gốc này là đá hoa cương hay là đá granite. À, tuổi là tuổi Creta. Tuổi Creta. À, vậy thì đá hoa cương hay đá tuổi Creta có nghĩa là gì? Hôm trước á, ở dưới chân thác thì tôi đã nói về đá chút xíu rồi, thì mình nói đá là đó gì? Đá trầm tích biển tuổi Jura, tức là đá kia nó dài hàng đá này vài chục triệu năm. À, à, đá kia là hình thành hồi xưa là gì? Nước biển hạ thấp, à, khu vực này hạ thấp xuống để tạo thành nước biển. À, và hình thành một lớp trầm tích rất là dày, đó là trầm tích biển Jura. À, mà trong tài liệu mà của Đắk Nông hay ghi là gì? À, vào thời điểm cách đây 140 triệu năm khu vực này là biển. À, vậy thì sau khi là biển thì nó là gì nữa? À, sau đời biển thì đến trong kỷ trong giai đoạn mà trung sinh á, thì có là Trias, Jura thì đến Creta. À, mỗi giai đoạn thì kéo dài khoảng 60 triệu năm. À, vậy thì hết Jura thì tới Creta. À, thì vào Creta thì lúc này khu vực này lại có hoạt động magma xâm nhập. Có nghĩa là dung nham từ dưới lòng đất theo những cái nước chui lên. Vậy chui vô đâu? Chui vô nó nằm trong những cái khối đá Jura.
tức là những đá trục tích biển nằm trong đó và nó đông cứng dần thì mình gọi là gì? Đá magma xâm nhập. Do đông cứng dần dần chậm chậm trong những cái đá phía trước nó, cho nên một trong những cái tiêu chí, một cách thì chúng ta nhìn để phân biệt khác với đá basalt đó là thằng này nó có hạt, cho nên ta dùng chữ hoa cương. Hoa là hạt, cương là cứng, chứ là chúng ta nhờ nhìn rồi thấy cái hạt cứng chứng tỏ là gì? Nó có cái tinh thành những tinh thể. Rồi sau đó đến giai đoạn gọi là bình ổn về kiến tạo, tức là thời gian khoảng 30 triệu năm trong Paleogen, 30 triệu năm thì khu vực này lại là chịu quá trình bốc mòn mạnh mẽ, bốc mòn khi bốc mòn vậy á thì dẫn đến cái nhân này nó nằm bên trong, nó bị bốc mòn nó lộ ra. Cái nghĩa là chúng ta tưởng tượng chỗ cho đứng như này, hồi xưa bên trên nó một lớp dày lại trầm tích giống như dưới chân thang, lộ ra là tạo ra cái nhân. Và đến thời điểm cách đây 25 triệu năm thì Tây Nguyên chúng ta thì được đứt gãy và được nâng lên đã tạo ra địa hình phân bậc. Chính sự nâng lên vậy nó đã đẩy cái địa hình này vốn đã còn sót lại đã cao rồi và đẩy cao hơn nữa, cho nên là gì, cái sự nâng lên nó tạo ra cái bề mặt địa hình bên dưới là 1000 mét và thằng này nhô cao hơn, tức là cái nhân cứng nó được nhô hơn, đó là độ cao tương đối nó chúng ta từ dưới nó hơn khoảng chừng 1000 mét nữa. Vậy thì để chúng ta hình dung là gì, vậy thì bữa giờ chúng ta biết được ba loại đá: một là đá basalt, hai là đá trầm tích biển tuổi Jura, và ba là đá granite tuổi Krita.